Về tới nhà rồi. Giờ mở cửa. Đi là phải khóa cửa, nhà giờ không có ai. Mua hai cái bánh bao. Cái này là bông bí, con cà phê, rồi kho cà, bông bí mình xào. Để ra ăn này con. Cho ăn quá anh. Leo qua đây nè. À, đứa cái nè. Qua đây mà ăn. Cho lục. Leo qua nè. Bộ điểm cao, khí độ. Để giấy thì tụi con ăn luôn sao? Bẻ ra. Rồi anh em ăn, đứa nào ăn hết nhịn nha. Qua con. Qua đến giờ mình cũng chuyển được nhiều đất rồi. Đất này thì mình lấy bên kia, bên chuyển đây để dành cho ít hôm nữa bà xã mình về trồng bông. Nhiều cũng làm hết sức rồi. Để chiều nay mát mình làm thêm bên đây nữa. Rồi em làm từ từ cô chú anh chị. Làm xong để coi dạo mình trồng bông gì để cho cái nhà nó đẹp đẹp. Nhờ có cái xe đó, không có xe đó là sao chuyển nhiều nổi. Trời mưa đất ướt đó, khó đào rồi. Đào phải kiếm đất sạch. Còn đất ngoài kia thì đất phèn không à, trồng cây chết. Cho nên mình không có lấy đất ở ngoài sông, mà lấy đất ở trong đất cũ trong mình. Vòng vòng ở đây mấy cái gò cao. Xin mời các chú anh chị dùng cà phê với mình nha. À, vài hôm nữa chắc cũng mình cũng đi đặt lợn cá hay đi ăn lưới này nọ để quay những cái cảnh lạ lạ cho bọn chú xem. Bây giờ có một mình cho nên là mình đi ra ngoài thì
không có cái tay nào phải cầm quay phim được đó. Mình quay phim thì mình làm công chuyện không được, mà mình làm công chuyện đó là mình quay phim không có được. Cho nên mình có đặt một cái thắt đầu cổ nè, quay phim trước ngực nè mà cô chú. Mình đặt trên mạng thì 64.000, nhưng mà người ta chưa giao. Nếu mà người ta giao xong á, nữa mình mắng ở đây nè. Rồi mình đi khi mình gỡ cá hay là cấm câu hay là mình giăng lưới này nọ thì có cái góc máy cho một con chú xem. Chứ bây giờ thì đơn chiếc quá. Cho nên thì hổng gài cũng ít cái gà clip mà không biết làm từ đâu, làm như thế nào. Là mình ơn mình thì đã làm không có sệ, đâu không kịp. Bây giờ đang cố gắng để mua những cái thiết bị đó, nó hỗ trợ cho mình đó, được thêm chút. Rồi mình đi ra ruộng mình cũng đi câu cá, giăng câu đồ cho đỡ tốn tiền mua đồ ăn, để có những cảnh mới cho cô chú anh chị xem. Thì mấy tháng nay đi ra chợ mua đồ ăn không à. Rồi lúc trước thì đi ra chợ, đi ra ruộng săn bắt có gì mình dùng đấy, bây giờ phải mua toàn bộ hết, không có gì mà không mua hết trơn á. Cho nên ta cũng hơi vất vả chút. Cũng cảm ơn bà cô chú đã theo dõi kênh cũng như đã luôn luôn ủng hộ. Những cái tấm chân tình rất là cao quý. Bà chủ xức thuốc cái lưng con nghe qua la leo. Xức không? Ồ, lành mài khô nè. Được rồi, xức cái nữa là hết rồi con. Sớm mình có mua bông bí. Bông bí này mình xào mỡ. Còn mua được 4 trái cà chua. Chút xíu là con cá phi thì mình đem đi kho cà, mình ăn với bông bí. Rồi, bữa cơm đơn giản của mình chỉ có bao nhiêu thôi. Cái bông bí này mình mua bông búp á. Nó ngon. Về là cái gì trong này bỏ. Cũng mong cho cái công việc của con mình ở trên Cần Thơ ổn định. Rồi để vợ có thời gian rảnh về đây, rồi vợ chồng cùng nhau làm clip. Chứ bây giờ mình có bình an mà, bởi vậy làm thà làm thì làm, nhưng mà đôi khi cái tinh thần nó không có hào hứng như lúc trước. Mấy cái kỳ vợ mình về á, có một số cô chú anh chị bình luận á, bà xã Kiệt về thấy Kiệt vui vẻ rồi nói chuyện hơi nhiều, hoạt bát hơn. Tại cái tinh thần của mình lúc đó thì thấy cảm thấy nó đầy đủ. Còn bây giờ mà ở làm mình ơn như vậy á, rồi nhầm khi mà mình nói thì bà cô chú chắc hiểu. Mình ăn uống á, thì cũng bình thường đơn giản, quan trọng là những món ăn mình thích, nó gọn gọn được rồi, nó no cái bụng là cũng được rồi. Nhiều người ta nói rồi sao không đầu tư đồ này nọ, đầu tư cái gì bây giờ? Bây giờ đem nguyên con heo quay mình ăn cũng không có vô nữa. Tại vì cuộc sống mình ở mình nên thì vợ con nơi mình ở nơi thì cuộc đời nó cũng có cái gì đâu mà nó vui, có gì đâu mà nó ngon. Với mình quay hàng bữa như vậy nè. Vợ mình chảnh cũng coi cũng biết được cái nhịp sống của mình dưới đây như thế nào. Cái này nấu canh chua cũng được nữa nha. Mình lặt mấy cái này xong cái mình tách cái nhị bỏ, cái nhị này nó đắt lắm. Tưới cái cọng này cho cái vỏ bên ngoài á, cái sơ này đó. Nó không có dai, mình ăn cái cọng nó giòn.
thì rau cũng rửa sạch rồi đó. Cá cũng làm được rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành vào bếp thôi. Cà cắt làm tư. Cá cắt làm hai luôn. Vào bông bí. Cho vô ăn vô. Cho tỏi vô. Bông bí vô. Dưới cục ngọt mũi muối để chén nước sạch nó còn chút xíu. Chính đây giờ xong ra nước mà được ngọt chưa? Muối 2 muỗng. Này kho cà. Chút dầu hào vô. Sôi quá, mình chở cá luôn. Cá này thịt nó dày á, mình chỉ có mình chở hai bè nha. Chở đều đều cho cá nó ngon. Cái phi mà được con bự bự cỡ ký cho lên á, mình đi xuất cà cũng ngon. Nhưng mà cái này tại mình muốn ăn đồ kho, thích ăn đồ kho. Dớt bọt luôn. Để cho cà với hành lá vô. Cà chín mình nhắc xuống được rồi. Cá này cũng chín cũng lâu rồi dữ lắm này.
Cái này béo tới công chuyện luôn đó nha. Cho trái ớt vô. Bữa cơm cũng xong rồi à, xin mời cô chú chị dùng cơm với mình nha. Mình có chà bá lửa, mình thử cái bông bí, bí ngọt lắm, mình thích ăn bông bí lắm. Ngon, ngọt, nhà mình luộc cũng ngon. Cá thịt dày á, chất lượng, cái này ngon lắm nha. Cá thùy lớn lớn loại này á, mình làm gì cũng ngon, chiên tươi cũng ngon mà nấu con chua cũng ngon, kho cũng ngon, kho mắm cũng được mà nấu bún nước lèo cũng được. Lúc trước vợ mình đây á, thấy cá bự này á, mua về nấu bún nước lèo lắm. Còn bông bí với đọt bí á, cái nào ăn cũng đã. Ngọt ngay, cà chua, hành củ, cái nước này thơm không à, hành tỏi, hành tím á, mình xào với dầu hào, cá thấm gia vị ăn nó đã. Cái này tính ra cũng rẻ à cô chú anh chị, ký có 30.000, ký 40.000. Con này thì 38.000. Nhưng tới ký nó yếu một chút. Còn bông bí thì 20-30.000. Vậy là bữa cơm mình không lấy 100.000. Nhà ăn từ sáng tới chiều. Ngon. Cũng rẻ mà ngọt. Cho nó nước luôn. Cái này mình kho lạc không có mặn đâu, bây giờ mình chăn không sao lắm. Mình chăn ngập ngập cũng được. Bỏ với thành hành tím cho nó thơm quá trời thơm. Hồi chiều qua vợ mình có điện về khen mình cái này biết đi chợ, biết nấu ăn này nọ, chứ hồi đó là mình sống với vợ mình đâu biết làm gì đâu. Vợ làm không, mình chỉ biết đi kiếm tiền, còn vợ ở nhà vợ nội chợ. Rồi bây giờ nếu mà mình không làm, không đi chợ mua đồ ăn, không tập làm thì ai làm cho mình ăn?
thì nói là cấp này đứng đi chợ rồi nữa. Nhưng mà còn trả giá mình cũng chưa biết trả giá của chúng về. Em khi mình đi chợ mình mua đồ có mình thấy mình thích mua mình mua, còn thích mua thì mình đi chứ mình không có trả giá, mà biết trả nhiều nữa, trả bậy bạ là chữ. Bây giờ ông bà mình nói câu đúng mà, trong cái khó nó ló cái khôn. Trong cái hoàn cảnh như thế này nè, cho nên mình biết nấu ăn, mình mới tự đi mua đồ ăn được. Nói nữa chứ cá này rất là béo nè. Cái lượng đó nè. Cái nước xào này cũng ngọt lắm nè. Chút xíu mình chan cơm ăn luôn. Xào tỏi, thơm tỏi. Mm.